Làm sao để TikTok nhận biết bạn? Hồi đó mình có làm một kênh radio vì mình yêu thích việc viết và đọc. Mình sử dụng video free hoặc hình thiết kế xinh xắn, chèn nhạc lãng mạn vào rồi chạy chữ theo giọng đọc. Gặp một người mới, tôi thường dành thời gian nhẹ nhàng quan sát họ. Tôi luôn nhớ một câu: cách mình làm một việc là cách mà mình làm mọi việc. Sau một loạt video như vậy, lượt view đâu đó trên dưới 1.000 cho một video. Mình có đăng một vlog về cuộc sống thường ngày và view cực kỳ thấp luôn. Từ đó về sau thì kênh cứ rớt view dần. Lỗi của mình là trong những video đầu khi mới tạo kênh, mình khiến TikTok nhận diện mình là một kênh chạy slide, hình và chữ. Và những video dạng này được phân bổ đến tệp người dùng có sở thích xem loại nội dung này. Nên khi mình đổi hình thức thể hiện thì cơ chế phân phối tự động nó không biết nên đẩy mình tới tệp người xem nào. Và từ đó thì phân phối hạn chế dần. Vì vậy nếu bạn mới lập kênh thì hãy suy nghĩ kỹ về nội dung chủ đạo và hình thức thể hiện. Tốt nhất nên đồng bộ trong suốt thời gian đầu. Bạn nhớ là TikTok sẽ nhận diện bạn qua tên, ID, danh mục, mô tả, nội dung, voice, caption, hashtag bạn dùng, cùng với những hành vi của bạn trên kênh, như bạn đã tìm và tương tác với những loại video nào. Từ đó TikTok có cơ chế phân phối kênh của bạn đến những người dùng có hành vi tương tự. Lưu ý, thông tin trong video này dựa trên kinh nghiệm cá nhân, bạn nên tham khảo thêm nhiều nguồn khác. Cảm ơn bạn đã xem kênh mình.